Ngày hôm nay Mep đang đứng tại trường Đại học Hàn Giang để cùng chia sẻ với các bạn về thứ hạng của trường Đại học Hàn Giang. Trường đại học của mình xếp thứ mấy? Đó là câu hỏi mà các bạn thường quan tâm khi các bạn tư vấn du học cùng với Mep, đặc biệt là những bạn có hồ sơ rất là tốt. Ngày hôm nay Mep đang đứng tại trường Đại học Hàn Giang để cùng chia sẻ với các bạn về thứ hạng của trường Đại học Hàn Giang, trường đại học số 1 tại Hàn Quốc với các khối ngành liên quan đến kỹ thuật, công nghệ, toán và khoa học, vốn là những khối ngành sẽ được chính phủ Hàn Quốc đặc biệt khuyến khích trong thời gian tới. Về bảng xếp hạng, thứ nhất, liên quan đến nhóm ngành này, Hàn Giang là số 1 và không có đối thủ tại Hàn Quốc. Nếu các bạn tìm hiểu vị trí chung, Hàn Giang luôn luôn nằm trong top 5 trường đại học xuất sắc nhất ở Hàn Quốc, bên cạnh những cái tên khác, ví dụ là SNU, như Yonsei, như Korea. Nếu xét về thứ hạng tại trong bảng tổng sắp châu Á, hiện nay Hàn Giang là một trong 24 trường đại học tốt nhất châu Á. Và nếu các bạn nhìn xa hơn, rộng hơn thì Hàn Giang là một trong 67 trường đại học tốt nhất thế giới. Với những thứ hạng hầu như là trong mơ với bất kỳ trường đại học nào, thì việc trở thành sinh viên của trường đại học Hàn Giang cũng là giấc mơ của bất kỳ sinh viên Hàn Quốc nào cũng như sinh viên quốc tế. Các bạn có thể học bất kỳ ngành nào các bạn muốn và có thể tưởng tượng ra tại Hàn Giang. Đó là các khối ngành liên quan đến kỹ thuật, liên quan đến công nghệ, liên quan đến toán. Đó là những khối ngành liên quan đến xã hội học, đến nghệ thuật. Các bạn đều có thể tìm thấy tại mảnh đất vàng của học thức này. Các bạn nhớ một điểm, đó là Hàn Giang học phí không hề rẻ nhưng vẫn có học bổng. Chính vì vậy nên nếu bạn nào có sức học tốt, đừng ngần ngại cùng Mep đến với Hàn Giang nhé.